Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2020 của kênh truyền hình VTC14. Mở đầu bản tin là thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong ngày hôm nay do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sát Bộ Công an cung cấp. Toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người và bị thương 20 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 25 vụ, làm chết 12 người và bị thương 19 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người và bị thương 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 4.024 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và tạm giữ 23 xe mô tô, 648 xe mô tô, tước 227 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn là 198 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 79 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về công tác thanh tra kiểm tra đối với đơn vị lái xe điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trong năm 2019 và 8 tháng đầu năm 2020, đã có trên 4.000 phương tiện vi phạm tốc độ bị xử lý qua thiết bị giám sát hành trình. Kết quả năm 2019 có tổng số gần 1,8 triệu lần vi phạm quá tốc độ. Tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000 km là 0,09 lần trên 1.000 km, tăng trên 57% so với cùng kỳ 2018. Các sở giao thông vận tải đã thu hồi phù hiệu với thời hạn 1 tháng là gần 2.500 xe, thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 8 đơn vị, chấn chỉnh, nhắc nhở trên 52.000 xe. Trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước có tổng số gần 1,7 triệu lần vi phạm quá tốc độ. Tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000 km là 0,17 lần trên 1.000 km, tăng trên 57% so với cùng kỳ 2018. Các sở giao thông vận tải đã thu hồi phù hiệu với thời hạn 1 tháng là trên 1.600 xe, chấn chỉnh, nhắc nhở là trên 3.000 xe. Để hạn chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất nghiên cứu sửa đổi luật giao thông đường bộ, trong đó bổ sung các quy định có liên quan đến công tác quản lý an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe, bổ sung quy định về hành nghề đối với lái xe kinh doanh vận tải để quản lý chặt chẽ từ khi bắt đầu lái xe kinh doanh vận tải đến khi ngừng. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp tại cảng hàng không. Theo đó, Cục yêu cầu các đơn vị tăng cường hệ thống chống sét đối với cơ sở đảm bảo hoạt động bay trong điều kiện thời tiết phức tạp. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung nội dung, quy định hướng dẫn, quy trình khai thác đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp đối với cơ sở đảm bảo hoạt động bay ANS, hệ thống thiết bị ANS, quy trình an toàn đối với nhân viên ANS, nhất là nhân viên đánh tín hiệu, trợ giúp thủ tục kế hoạch bay và bảo dưỡng kỹ thuật trên khu bay để đảm bảo an toàn tính mạng người và tài sản. Các đơn vị cần tăng cường hệ thống chống sét đối với cơ sở hệ thống thiết bị ANS và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, hướng dẫn đảm bảo an toàn trong quá trình tác nghiệp, nhất là trước và trong khi có mưa dông, sấm sét tại đỉnh sân bay. Cục Hàng không cũng yêu cầu Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở khí tượng sân bay thường xuyên tổ chức đánh giá chính xác dự báo, cảnh báo thời tiết sân bay, đặc biệt là đối với bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại sân bay nhằm nâng cao chất lượng, độ tin cậy của thông tin dự báo và cảnh báo. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết rằng công ty đã phối hợp với công ty Ngân Lượng để triển khai phương thức mua vé tàu trả góp với lãi suất là 0% từ hôm 1 tháng 10, ngày đầu đường sắt mở bán vé tàu Tết Tân Sửu. Theo đó, phương thức này được áp dụng đối với các đơn hàng có giá trị từ 3 triệu đồng trở lên và hành khách thanh toán online bằng thẻ tín dụng Visa, Master, GCP. Để mua vé thì hành khách chỉ cần truy cập trang web http://dsvn.vn, nhập thông tin ga đi, ga đến, loại vé, ngày đi và ngày về. Sau đó, click vào nút tìm kiếm, chọn mác tàu, số chỗ bạn cần đặt, chỉ chọn những chỗ có màu trắng và click vào nút mua sau khi chọn được chỗ, nhập đầy đủ thông tin người đi tàu vào số chỗ đã chọn, họ tên, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, nhập đầy đủ thông tin người mua vé, họ tên, số điện thoại, địa chỉ email để nhận thông tin của ngành đường sắt khi có thay đổi về kế hoạch chạy tàu nếu có.
Sau các bước này thì hành khách chọn phương thức thanh toán, click vào phương thức thanh toán ngân lượng, thanh toán trả góp, xác nhận thông tin đặt vé đi tàu, xác nhận đồng ý các quy định về mua vé trực tuyến, nhập thông tin người thanh toán, chọn ngân hàng và nhập thông tin thẻ. Vào sáng mùng 2 tháng 10, thành phố Hà Nội đã chính thức khởi công hầm chui nút giao Lê Văn Lương vành đai 3, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương vành đai 3 là một trong những dự án trọng điểm của thành phố nhằm giải quyết xung đột tại nút giao, giảm thiểu ùn tắc giao thông và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông thủ đô theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để dự án đảm bảo tiến độ cũng như là chất lượng. Theo đó, hầm chui có kết cấu bê tông cốt thép, xây dựng trục thông theo hướng đường Lê Văn Lương, có tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu hầm khoảng 475 m. Mặt cắt ngang gồm hai hầm riêng biệt, mỗi hầm có bề rộng 7,75 m, gồm hai làn cơ giới, rộng 3,5 m một làn. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, dự án có tổng mức đầu tư là 698 tỷ đồng. Thành phố Hà Nội dự kiến 2 năm thi công sẽ hoàn thành hầm chui qua nút giao thường xuyên ùn tắc kéo dài này. Công trình có độ khó cao và phức tạp, vừa xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ, đồng bộ tổ chức giao thông nút giao, vừa phải di chuyển bảo vệ công trình ngầm nổi. Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ cùng các sở ban ngành địa phương liên quan, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, đảm bảo an toàn lao động. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một hình ảnh đỗ xe của một tài xế xe taxi. Theo hình ảnh ghi lại, chủ quán ăn trong clip đã rất phẫn nộ khi nhắc nhở nhiều lần nhưng chiếc xe vẫn đỗ trước cửa quán. Dù chiếc xe đã đỗ dưới lòng đường, không biết có biển cấm đỗ xe tại đây hay không, nhưng chủ quán đã xì hết bánh xe của chiếc xe taxi trên và còn thách thức hãng xe xuống nói chuyện với mình. Tuy nhiên, cũng có những cư dân mạng lên tiếng phản đối hành động nóng này của chủ nhà. Việc xì bánh có thể liệt vào tội phá hoại tài sản. Các cư dân mạng chia sẻ, trường hợp này nếu chủ nhà báo lên phường thì công an sẽ cử xe cẩu đến cẩu luôn chiếc xe đậu vô ý thức đi, không cần phải phá hoại. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa nay mùng 2 tháng 10 tại khu vực công viên Hòa Bình, Hà Nội. Một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45, xe ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường 10 làn hướng Võ Chí Công đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông công viên Hòa Bình thì bất ngờ tông trực diện một xe máy do một nam thanh niên shipper điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại đã băng qua ngã tư. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy bị văng ra xa khoảng 20 mét, thanh niên shipper bị thương nặng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, phần đầu xe ô tô hư hỏng nặng, vỡ kính chắn gió, xe máy nằm cách ô tô khoảng 20 mét cũng hư hỏng nặng. Theo một số nhân chứng, sau tai nạn, một thanh niên đội mũ Grab có ý định hôi điện thoại của người bị tai nạn, tuy nhiên đã bị người dân phát hiện và báo công an. Thanh niên Grab này cũng đã bị mời lên phường làm việc. Người dân quanh khu vực cho biết ngã tư này mặc dù đã có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tuy nhiên lưu lượng phương tiện qua đây không đông, vì vậy hiện tượng vượt đèn đỏ xảy ra thường xuyên, không ít vụ tai nạn đã xảy ra tại ngã tư này. Tình huống tai nạn được camera hành trình ghi lại. Đoạn clip sau đó được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người phải rùng mình. Người đi xe máy đang lưu thông thì bất ngờ một con chó chạy cắt ngang qua đường khiến tài xế không kịp xử lý. Người điều khiển đã ngã xuống đường bị thương nặng. Sự việc được camera hành trình trên một chiếc xe ô tô ghi lại. Vẫn may mắn là người phụ nữ có đội mũ bảo hiểm nên khi xảy ra va chạm, phần đầu được bảo vệ nhưng có lẽ khó tránh khỏi các chấn thương khác vì cú ngã khá mạnh. Đoạn clip nhanh chóng khiến nhiều người hoảng sợ bởi nếu đặt mình vào vị trí của thanh niên cầm lái, có lẽ họ cũng không xử lý gì hơn bởi tình huống quá bất ngờ. Lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa giải cứu một tài xế xe tải bị thương sau tai nạn mắc kẹt trong cabin. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng nay mùng 2 tháng 10, tài xế sinh năm 1991, trú tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, điều khiển xe tải mang biển kiểm soát Hà Nội di chuyển trên đường Cầu Diễn theo hướng đi Hoài Đức. Khi đến nút giao Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thì xảy ra va chạm với một chiếc xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc điều khiển đi phía trước cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe ô tô tải bị biến dạng, tài xế xe tải bị thương ngất đi, mắc kẹt trong cabin. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bắc Từ Liêm đã có mặt tham gia giải cứu. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tháo dỡ buồng lái xe tải đưa tài xế đi cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn. Thưa quý vị,
vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì người dân sinh sống tại khu vực xã Cẩm Lý, huyện Lục Ngạn Nam của tỉnh Bắc Giang đã tỏ ra vô cùng lo lắng và bất an khi mà cầu Cẩm Lý, cây cầu duy nhất để lưu thông tại khu vực này, ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Ngoài nguyên nhân khách quan là do nhiều năm sử dụng thì tình trạng xe trọng tải lớn nối đuôi nhau qua cầu đã khiến cho cây cầu hơn 40 tuổi này ngày càng mất an toàn, ghi nhận của phóng viên VTC14. Cầu Cẩm Lý trên quốc lộ 37 bắc qua sông Lục Nam được xây dựng từ năm 1979. Đây là cây cầu duy nhất trên mạng lưới đường sắt Việt Nam vẫn cho cả tàu hỏa, ô tô và xe máy đi chung qua cầu. Dù biển hạn chế trọng tải được đặt ngay đầu cầu tại vị trí dễ quan sát, tuy nhiên theo ghi nhận, ngoài các chuyến tàu hỏa thì mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe ô tô trọng tải lớn lưu thông qua cây cầu này. Xe trọng tải lớn chạy qua cầu rất nhiều, nhất là xe công và những xe hổ bồ, xe kéo nữa. Chạy hàng ngày, suốt ngày, cứ tất bật suốt đây. Mình có thấy người chức năng xử lý ở đây không? Công an. Vâng. Nói chung là công an cũng thỉnh thoảng mới thấy xử lý thôi. Bắt đi trong đồng cầu thì có, nhưng còn nhiều thì ít khi thấy bắt xe, những cái xe trọng tải lớn qua ngang đường này lắm. Xe trọng tải lớn là chạy qua quá nhiều. Đấy thì theo tôi được biết là một số lái xe cho biết là một là các trường hợp lái xe ấy là trốn các cái quãng thu thuế đường bộ đấy. Đấy. Hai nữa là người ta nói là đi đường này nó gần hơn. Đấy. Là bớt được tiền dầu rồi thì bớt được thời gian là người ta cứ đi qua thôi. Thế còn thì cái trọng tải trên 10 tấn ấy thì nói chung là cũng không ai thấy ngăn cấm gì cả. Cứ là đi thôi. Đấy, những người lom cầu ở đây thì cũng là trách nhiệm của người ta là cũng không được phép, coi như là cái trọng tải lớn thì cái này là phải bên công an giao thông người ta mới có quyền. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam cho biết có tình trạng xe quá tải lưu thông qua cầu trong thời gian gần đây. Dù lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, song không thể xử lý triệt để vì đây gần như là con đường duy nhất để lưu thông giữa hai bờ sông Cẩm Lý. Về các cái kiểm soát về tải trọng các phương tiện thì lực lượng công an giao thông của huyện cũng đã triển khai thực hiện, nhưng tuy nhiên thì do cái địa bàn huyện thì cũng có nhiều cái tuyến đường quốc lộ thì cũng có hai cái tuyến chạy qua, thế ngoài ra thì các cái đường tỉnh nên là cái kiểm soát thường xuyên thì cũng không thực hiện được, nên là cũng có cái tình trạng là xe quá tải quá khổ nhưng mà không kiểm soát được. Trong cái thời gian tới mà để hạn chế các cái vi phạm hay rồi các cái tai nạn giao thông trên các cái tuyến, đặc biệt là cái vi phạm đi khi qua cái cầu Cẩm Lý, thì trước hết là chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền để mọi người nhận biết được, để thực hiện đúng cái quy định khi qua cầu, đúng cái phương tiện của mình, hạn chế các cái vi phạm. Thứ hai là cũng tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với bộ phận quản lý đầu cầu, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cái phương tiện vi phạm. Cũng theo ông Ơn, dù trên cầu đã có biển cấm xe máy, xe thô sơ đi vào lòng cầu, làn đường dành riêng cho xe ô tô và tàu hỏa, nhưng mỗi ngày đều có cả nghìn xe máy bất chấp quy định và nguy hiểm đi qua làn đường này. Dù nhiều người đã bị rơi xuống sông dẫn tới tử vong, tuy nhiên do mặt cầu xuống cấp và không đảm bảo an toàn khiến các phương tiện xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm. Theo chúng tôi thì cái giải pháp mà để đảm bảo an toàn giao thông cũng như là thông suốt cái tuyến mà đây là tuyến quốc lộ 37 thì chúng tôi thấy rằng cũng rất là mong muốn Bộ Giao thông thế rồi Chính phủ bố trí vốn để sớm và xây dựng cái cầu đường bộ tách khỏi cầu đường sắt. Thì đây là một cái giải pháp mà chúng tôi cho là nó thiết thực và an toàn nhất. Thì trên thực tiễn bây giờ thì là cầu thì mỗi ngày xuống cấp, thế và lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thì ngày một đông đúc hơn. Sau hơn 40 năm xây dựng và đi vào sử dụng, cây cầu Cẩm Lý đã không còn đảm bảo an toàn cho người dân. Điển hình, ngày 20 tháng 9 vừa qua, một phụ nữ đi xe máy vào đường tàu hỏa do trượt chân đã rơi xuống sông. Tài xế ô tô xuống cứu, tuy nhiên cả hai đã tử vong ngay sau đó.
để hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Người dân nơi đây hàng ngày vẫn mong mỏi có thêm một cây cầu mới trên tuyến sông này để không còn cảnh người đi xe máy phải thót tim mỗi khi qua cầu. Bản tin giao thông an toàn ngày 2 tháng 10 năm 2020 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.